Rồi, chào anh em nha. Thì hiện tại đây mình đang có là cái chiếc Vision nha anh em. Vision này đời 2017-18 đi. Người ta gọi gì cho anh em dễ dở, dễ nhớ nha. Thì ở cái dòng xe Vision này ngày xưa giờ anh em, từ Vision đời đầu đó, thấy không? Vision đời đó nha anh em. Rồi đến Vision đời này, và thậm chí là Vision đời mới 2020-2022 bây giờ, nó vẫn có một cái hiện tượng là như thế này anh em, là đang chạy nó bị tắt máy á. Thì ngày xưa giờ mình cũng tìm hiểu về cái bệnh này rồi, thì nó cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân anh em. Và trong đó mình nói em như vậy nè, cái lúc mà cái xe á, nó tắt máy á, thì rất là dễ mắc bệnh. Có thể kiểm tra do thiếu lửa, thiếu xăng hay là không có hơi. Còn khi mà cái xe mà người ta đã mang đến tiệm cho mình rồi á, là cái xe đang chạy bình thường, người ta sẽ nói rằng là bữa chi nó cứ bị tắt máy à. Có khi là tháng bị 1 lần, có tháng có người đi 1 tháng bị 2 lần, có người tháng bị 3-4 lần, hoặc có người đi 2-3 tháng mới bị 1 lần. Cho nên nó rất là vô chừng và nó không cố định ở một cái vị trí nào hết trơn á. Thì cái mà những mình anh em mình thợ mà làm nghề, khi mình gặp á, là mình chia sẻ một bệnh bệnh đó, là mình không thể không có thể nói rằng là một triệu chứng đó là tất cả xe nào cũng sẽ giống nhau. Là mình chỉ đưa ra một cái gợi ý như vậy để anh em có thể là thêm, khi gặp tình trạng nó có thể là thêm vào cho cái bước kiểm tra thôi. Những ngày xưa là xe là mình sẽ kiểm tra ở phần bơm xăng anh em. Để cái dòng quỹ Vision này nó bị bơm xăng rất là nhiều luôn. Đó, nó bị bơm xăng á, là khi nó nóng lên á, là nó sẽ motor nó bị đứng motor. Nó không chạy nữa. Nhưng mà nguội lại á, 10 phút 15 phút sau á là nó chạy bình thường. Rồi có xe á là mình thay lưới lọc xăng hết nè, có xe mình thay motor bơm xăng hết. Rồi có xe thay motor bơm xong, thậm chí xe này nè, chiếc xe này là đã lên hãng thay nguyên cái bơm xăng rồi nè, vẫn không hết. Và có xe là vệ sinh kim phun bugi hết, có xe mình thay chụp bugi, có xe thay bung bên sườn, có xe mình thay TB, có xe mình thay tùm lum hết trơn rồi vẫn không hết. Thì mình gặp cũng rất là nhiều trường hợp xe như này. Bây giờ khi mình gặp chị bệnh này nè, rất là ngán. Có nghĩa là cái người đi xe phải hiểu, chứ bây giờ mang vô mà chị xong không hết, bữa sau nó quay lại nó nói sao tại bữa thay xong mà nó không hết. Thì bây giờ cái xe này anh em nó cũng đang nổ bình thường luôn, mà chú nói là chỉ là chạy bữa là nó hay bị tắt máy. Và mỗi lần mà tắt xong á là đề á nó không hơi hám, nhưng đề nó nhẹ lắm, nó quay mà nó lên ga, nó ép ga luôn, nó không nổ được á. Mà nghĩa là đề nó có quay nha anh em, đề máy nó có quay nha, nhưng mà nó không nổ. Thì lúc này thì thiếu xăng hay thiếu lửa gì đó, mình đâu biết được đúng không anh em. Nhưng mà xe này á thì mình đang tháo ra nè. Chiếc này thì auto đồng hồ chỉ mới có 17.000 cây thôi nha anh em. Thì mình rút cái đầu này ra anh em, tại vì mình liên tưởng đến những cái chiếc xe giống như chiếc quay A 110 mới anh em, 110 mới á, đang chạy cái nó bị tắt máy á, phải mở cái lỗ bugi bóp nhớt vô nó mới nổ được anh em. Là nó bị thiếu hơi anh em. Đó, như xe này nè, mặc dù là đang nổ anh bình thường luôn nha anh em, có garanti luôn nha. Nhưng mà mình rớt xuống như vậy nè. Mình test anh em. Mình test xăng vô đây nè. Là này anh em không? Thấy nó chảy không nè. Đây nè, đó. Nó chảy cái cây trên nè. Ướt nhẹp luôn. Đó. Thì mình làm này thì mình dùng là mình cũng nói với chủ xe rồi, cố gắng. Tìm những cái ban bệnh thì cái xe này là mình thấy bugi mới cũng có thay bugi mới rồi nè. Đó, rồi là cũng có thay bơm xăng rồi. Đó, thì cây dưới này nó không có xì. Cái dưới này đang không có xì, nhưng mà cái dưới này xì rất là nhiều luôn anh em. Nhưng mà nổ vẫn có garanti bình thường anh em, rất hay nha, nổ vẫn có garanti, vẫn chạy được bình thường luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó lại bị tắt máy. Cho nên đó là mình làm video này là mình vừa chia sẻ với anh em thợ, vừa chia sẻ với cái người đi xe rằng là khi mà bị cái bệnh này á, là nó sẽ phải là cần thời gian nè, anh thấy không nè. Đó không xịt tới đâu là buông ra là nó xì tới đó nha. Đây, dù là cây cam mình quay rất là nhẹ nha, đó, không có bị đổi cam rồi còi gì nha. Đó, xe này nó bị nè, bị xì nè. Thì cái dòng quay A nó cũng bị nè, quay A nè, quay Black cũng bị nữa. Tại những dòng đó chạy là nó hay bị trường hợp đó là mở bugi bóp nhớt vô là đề nó nổ. Nó chạy bình thường, mà rớt xuống hôm xe kem bữa mình rớt xuống là mình thấy nó bị cong nhẹ cái sức bắp. Nó hơi nặng sức bắp cho nên là mình nghĩ là nóng lên nó bị bó sức bắp xíu em, nó mất hơi. Cho nên đây hôm nay thì cái xe này là mình cũng làm thêm một trường hợp này. Để thêm vào trong cái phần mà gọi là một kiểm tra, thêm một cái ban nằm trong cái trường hợp là xe bị tắt máy cho cái dòng Vision.
Tại vì đối với những cái xe nào mà nó bị motor bơm anh em, thì anh em thay motor bơm rồi là chạy không bao giờ nó bị. Xe trên xe này thì có những xe mình thay cảm biến nó hết nha anh em. Có những xe mình thay nhóc độ luôn mà nó không hết. Đó. Cho nên là khi mà đến đây á là mình sẽ tư vấn khách hàng là giờ chấp nhận rủi ro nha. Mình sẽ tìm cho, tại vì hiện tại bây giờ là nó đang nổ bình thường. Mình có làm cái gì hay chăng nữa mình có thay cái gì vô nên cũng nổ bình thường. Mà hết hay không thì phải chờ một thời gian nó mới chính xác được. Nhưng xe này giờ mà nó phát hiện nguyên nhân này là mình sẽ đi xét sức bắp lại anh em. Xét sức bắp lại, kiểm tra sức bắp. Rồi, à, sẵn đây tháo qua vệ sinh cái bê tông cho chủ xe luôn. Hai cái sức bắp thì mình thay lại hai cái sức bắp nha anh em. Đó, mình thay vô đây cho nó kín hơi chặt hơn do nó bị lỏng lưng rồi. Đó. Rồi, ok, gắp vô đi. Rồi cái xe này giờ cũng gắp xong rồi anh em ơi. Nói chung là bệnh á thì anh em làm cách nào á, mà hết được bệnh á thì nó cũng đều đúng hết anh em. Mình thì chỉ đưa ra thêm cái vấn đề thôi. Chứ không phải là xe nào cũng đè làm gì, tại vì xe này thì nhiều cái người ta làm được hết trơn rồi. Đó anh em có thể tham khảo đây, như thay bơm xăng hết rồi nè. Rồi thay bugi, chụp bugi rồi bơm sườn hay gì đó mấy xe này làm hết trơn rồi. Cái gì cũng làm được hết rồi. Bây giờ thì mình chỉ có thể là kiểm tra thêm cái phần này thôi. Nó mở ra thì đúng nha anh em thấy không? Vệ sinh sạch sẽ hết đi. Đó rồi nó không xì sức bắp. Nó ngon lành hết. FI thì nó bị xì sức bắp nhẹ thì nó vẫn có garanti anh em, chứ không phải như mình xăng con đâu. Đó. Rồi, trong hồ kê clip mình kết thúc anh em. Đó, mong rằng là anh em thợ có gặp cái ban này thì có thể là tìm thêm được một phương pháp để giải cứu nha. Rồi, tạm biệt anh em.